đây chiếc Jupiter FA, xe này chạy lâu tụt nồi luôn, rơ cái dùng heo luôn, lắc luôn, rơ nhiều lắm nha anh em. Nó bố nó chạy hết rồi. Cái đồ này mới mở lần đầu quá không mấy? Zin đó giờ luôn rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành làm nha. Xong rồi mình bán chuồng heo, mình làm chuồng, làm bố, và so. Làm xong mình ra mình chạy thử cho anh em xem cái đầu bốc của nó ha. Đây, chiếc Jupiter FB, sau khi mình làm nồi lại xong, mình hai lá bố, lá sắt. Mỗi lá sắt rồi. Lá so. Làm mấy chuồng heo. Chuồng heo mình làm này nó có bị rơ nữa nha anh em. Nhưng mà nó có phải độ nhịp xíu chứ không có tán cứng, cứng ngắt cũng không ngon. Mình thay cái lục nhớt này. Làm chuồng rồi. Bây giờ mình lắp vô mình test cho lên xem nó khác biệt ha. Cái đầu bóc nó khác nhiều. Rồi, ok. Đây, tiếp tục với chiều tôi bị cua gòn dọn mình rất vậy